Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ hôm nay, mùng 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5, nghiêm cấm các hình thức đánh bắt khai thác thủy sản trên sông Hồng thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đó là công văn vừa được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành về tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Công văn nêu rõ các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, sung điện, các ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản theo quy định của luật thủy sản, kiểm tra, kiểm soát việc khai thác thủy sản tại các vùng nước nội đồng, trên sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh, nghiêm cấm các hình thức đánh bắt khai thác thủy sản trên sông Hồng thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5 hàng năm nhằm bảo vệ đường di cư, bãi đẻ trứng của cá cháy, cá mòi cờ chấm, cá mòi cờ hoa. Kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xả thải để rò rỉ các chất độc hại trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp từ các làng nghề chảy vào môi trường nước tự nhiên.